Nếu sở hữu đôi bạt chân ngoại cỡ, đừng quá lo lắng. Các nàng sẽ có rất nhiều lựa chọn với những đôi sandal đẹp và hợp thời trang. Đầu tiên là sandal đế thô. Sandal đế thô không được khai mảnh như những đôi sandal góc nhọn, nhưng bù lại sandal đế thô sẽ khiến các nàng yên tâm tuyệt đối vào mỗi bước đi. Đặc biệt phần đế thô kiên cố thu hút sự chú ý của người đối diện, đánh lừa thị giác, mang lại cảm nhận thon gọn nhẹ nhàng hơn cho size bản chất của các nàng đấy. Tiếp đó là sandal quai to. Sandal quai to được thiết kế khá đơn giản và có thêm chi tiết quai dây ở mắt cá và mu bàn chân. Chính sự tối giản ở thiết kế khiến kiểu sandal quai to trở thành mẫu sandal vô cùng lý tưởng dành cho các cô nàng chân ngoại cỡ. Bạn nên tránh những thiết kế quai dây đan xen phức tạp và cầu kỳ. Chính sự đơn giản mới là trợ thủ đắc lực giúp chân bạn ăn bớt bề ngang khá nhiều đấy. Ngoài ra các nàng cũng nên tránh những thiết kế xỏ ngón bởi nó không có tính thẩm mỹ đối với đôi chân mập mạp và thô kệch.